Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài nha. Dạ. Bữa thấy đi quẩy vui quá ha. Nhớ nó cho nha. À, Tài 66 phải không? Dạ. Còn nó là 15 ít Tình Dương. Dạ. Nhiều nhớ đó. Duy Minh đâu bữa nào không thấy. Duy Minh kia nó đứng kia nó cạnh em kia. À, mấy cô đây là người nhà của bác Thanh Sang với cô chú anh chị. Mấy cái này mình chưa cầm. Đang cầm cho cái ký này gì nữa đây. Là bác Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thôi ơi. Anh tập có đúc ngang không? Đây đốt ba cây. Kênh lớn không còn kênh nhỏ còn không mốt không ai biết tới. Để có nhiều mình không? Chị. Từ từ anh làm riết rồi cũng mọi người cũng biết nhiều. Đừng đốt vòng vòng mấy cái mã xung quanh. Chị con kệ lên anh mưa tới giờ. Còn sao mới lót đăng ký ủng hộ kênh. Mới nhắc gì mình tới à? Nãy nói ổng thấy đầy đủ không thấy Minh là đồng đủ. Đồng đủ thế này mà thiếu một người. À, chú đảo vàng hả? Thôi vàng với dâu. Nhớ vàng, nhớ chống dâu. Chống dâu. Bây giờ là chuyển sang chống gió hả cô? Đi qua eo gió, chống gió. Eo gió ở miền Trung. Anh là em quay với cường đi đâu. Đúng quá. Và mình giờ quay qua mộ của bác Nam Vũ Linh với cô chú anh chị. Sáng nay từ sáng tới giờ luôn á, bà con đến rất là đông. Dạ về hả cô? Về hả hả ngoại? Dạ rồi con chào ngoại nha. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại về khỏe nha. Dạ. Bữa nay nắng có vẻ nắng này cả nhà, trời rất là nắng ha, xe tới nữa cả nhà ơi. Xe hơi tới nữa nè cô chú anh chị. Đây à, mấy chị mấy cô đã đi qua mộ của bác Nam mà nè, đi biến vòng mà cả nhà. Cũng giờ cô đi qua viếng mộ của bác Năm. Chào em. Dạ. Trời sắp đây. Đó. Hồi nãy con nghe nói là mình là người nhà của chú Thanh Sang. Xui mẹ là xui của cậu Năm. Dạ. Của bác Thanh Sang luôn. Dạ dạ. Bác Năm. Cái đó kêu bác Năm luôn, cũng bác, thứ năm. Cũng thứ năm luôn hả? Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang cũng thứ năm luôn. Dạ. Nè, cậu Năm nè, mày đốt cái tấm này. À, đây nè, chữ ha, cậu Năm nè. Còn mái che thì mát.
cho nó chắc già chắc thịt. Cô bà chị ở quận 6. Quận 6. Nhà ở quận 6. Quận 6 là ở Việt Nam mà. Quận 6 là ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Hình như nó ở đó đó. Ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam không biết chỗ nào ở Việt Nam. Nước mình Mỹ hồi sao không? Ngoài đẹp hơn trong quá luôn. Cái hình đẹp quá ha. Cái gạch này, cái đá này buổi chiều á, buổi chiều mà mây mà ở trên trời mà mây xanh á, nó dạ xuống đây rất là đẹp. Dạ. Dạ, đá xà cừ Na Uy. Còn ở trên mảo là đá đỏ Ấn Độ. Chỉ hai loại đá thôi. Ở dưới phần đế mộ này là bao nhiêu ta? 4 miếng nguyên khối. Rồi chụp hình không? Chụp hình, đốt nhang chưa, đốt má má đốt nhang, để con lại đốt nhang. Giữ ra nó không? Để chạy. Chụp hình lấy nón đổ lên. Con má có chụp hình không? Lấy nón con năm đổ đi. Lấy nón con năm để cho mấy cái nhang đó. Cái nhang cái thùng đó. Có tặng cho gia đình đón nè. Có gì đó. Có có chưa tặng rồi lúc rồi đây là được một cái này là anh rồi má đứng đây chụp cho Rồi nhìn lên luôn. Quay lên trong cho. Rồi còn dẫn gì không? Rồi ai cho con mấy anh em đi không? Vô để anh che cho khán giả con. Cứ là cứ cứ con cứ che bình thường. Dạ cứ lấy cái che đi. Bán ngon rồi lại để chạy lại chiếc tủ. Dạ đúng rồi. Chút có là bây giờ. Chưa mát chưa? Tới nữa cả nhà khán giả vô nữa rồi cô chú anh chị. Đây. Khán giả vô tiếp tục vô nữa nè. Rất là đông ha. Hết lượt này tới lượt kia cô chú anh chị rất là đông ạ. Con trai của cô, của con gái lớn của cô.
Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha quý cô chú anh chị. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo ha. Cho tụi em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.